loan việc bất ngờ gặp quang hùng Master D trên phim Thái, tự hỏi anh đã lớn sơn sang diễn xuất từ khi nào. Quang Hùng hát à, của ông đang hát là Quang Hùng Master D mà, của Quang Hùng phải không? Tham gia anh trai xong liền hóa best boy, gặp fan nữ đều xưng chồng, còn sơ hở là ta tính. 1, 2, 3, 4, anh xuống vào tim em. À mới nói Quang Hùng đấy, biết vì sao tên Quang Hùng không? Tại vì muốn làm chồng em đó. Cũng tương tác với điện thoại nhưng không đấm đùng đùng như ai kia, Quang Hùng Master D. Ngày càng thích skill cà hỉ, đi diễn ở đâu cũng xài. Gần đây, dân tình bỗng xôn xao khi thấy một nhân vật trông rất giống Quang Hùng Master D xuất hiện trong một bộ phim ăn khách của Thái. Người này có tổng thể khuôn mặt và kiểu tóc tương tự nam ca sĩ Việt, đặc biệt dáng người cả hai kia ngồi chơi nhạc cụ cũng như từ một khuôn đúc ra. Fan của Quang Hùng Master D đều bất ngờ và thắc mắc anh đã lấn sân sang mảng diễn xuất từ khi nào. Tuy nhiên, ở những phân đoạn khác, khi nhìn kỹ thì khán giả Việt mới nhận ra người này không phải Quang Hùng Master D. Được biết, đây là ZB Bartila Bông Búc, một diễn viên, người mẫu của xứ Chùa Vàng. Khi soi những hình ảnh đời thường của nam diễn viên này, người hâm mộ cũng ngớ người vì nhiều khoảnh khắc rất giống Quang Hùng Master D. Có lẽ cũng vì vậy nên mới có sự nhầm lẫn thú vị này. Dù hiện tại hay trước đây, Quang Hùng Master D cũng luôn trân trọng fan của mình. Khi trò chuyện trực tiếp hay trên livestream với khán giả, anh đều không bao giờ giữ khoảng cách. Đặc biệt, sau khi tham gia show Anh Trai, người hâm mộ còn cảm thấy Quang Hùng Master D đã bị các sao nam khác dạy thành bad boy. Bởi khi nói chuyện với fan, nam ca sĩ thỉnh thoảng lại gọi vợ xưng chồng. Có đôi khi anh còn chủ động tả tính khiến fan hào hứng không thôi. Trong một đêm diễn của mình, Quang Hùng Master D còn tiến sát tới và thả nụ hôn vào điện thoại của khán giả. Hành động này của anh làm cả sân khấu chấn động vì người hâm mộ liên tục hú hét hò reo. Những khoảnh khắc này, công chúng bỗng nhớ tới Dết, bởi trước đó, giọng ca gốc Bến Tre cũng từng hoạt náo sân khấu bằng cách đấm liên tục vào điện thoại fan. Tuy nhiên, khi nhìn Dết, khán giả đều tỏ ra khó hiểu vì không biết anh làm vậy với mục đích gì. So sánh Quang Hùng Master D và Dết, người hâm mộ còn nhận ra cả hai vẫn còn một điểm tương tự nhau, đó là skill cà hỉ. Dù đu trang khá muộn nhưng Quang Hùng Master D cũng được chú ý không kém các đồng nghiệp của mình, bởi nam nghệ sĩ có skill cà hỉ rất riêng khiến công chúng thích thú. Mỗi khi cà hỉ, anh đều che mặt đồng thời đưa đẩy phần hông. Theo lời Quang Hùng Master D, do còn khá ngại ngùng nên anh vẫn chưa dám show mặt khi làm động tác quyến rũ này. Song nam ca sĩ có vẻ khá thích cà hỉ nên gần đây đi diễn ở đâu anh cũng mang skill này theo. Dù là người đu trên nhưng theo nhận xét của công chúng, Dết mới là người ao tìm của đào cà hỉ. Động tác của nam ca sĩ không mạnh, không nhẹ, vừa đủ nó bỏng nhưng cũng vừa phù hợp với khí chất tỉnh tổng. Mỗi khi Dết bung lộ, người hâm mộ phía dưới đều không ngừng hú hét cổ vũ. Xét về độ gây thương nhớ, trên cà hỉ của nam thần Bến Tre kiến như thứ hai hay Mono cũng không thể so sánh. Ngoài việc ao trình trên cà hỉ, Dết còn là cha đẻ của nhiều xu hướng trên top top. Mỗi khi nam ca sĩ ra bài là người hâm mộ đều nhanh chóng dùng nhạc của anh để quay video. Nhờ chất riêng vốn có nên những đoạn cắt trong các ca khúc của Dết đều nhanh chóng nêu top thịnh hành. Người hâm mộ của anh hoàn toàn có thể tự hào về điều này. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.